Xin chào mọi người, mình là Hoàng Quốc Dũng, sinh viên năm nhất ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Mình đã thật sự xúc động sau khi đọc xong câu chuyện về nhà lãnh đạo không chức danh. Nếu ai đã đọc cuốn sách này, mình nghĩ sẽ có sự chia sẻ nhất định của từng cá nhân. Với một sinh viên năm nhất nên ở góc nhìn của mình có thể chưa thực sự hiểu được sâu sắc và trọn vẹn về giá trị cuốn sách Nhà lãnh đạo không chức danh của tác giả Robin Sharma. Cuốn sách có màu xanh da trời, tạo sự quen thuộc với một người thích ngắm bầu trời như mình và mình đã mua nó qua ứng dụng Tiki. Ban đầu mình đã đọc liên tục và có sự lướt qua, vì mình có cảm nhận không phù hợp với một lứa sinh viên ngành kỹ thuật như mình khi kiến thức chỉ áp dụng chính vào lĩnh vực kinh doanh, có phần cuộc sống nhưng cũng phải trang quá sớm để dùng đến. Và sau khi mình nhắc nhở bản thân chậm lại thì đã có điều gì đó khiến mình cần lời giải đáp. Nó đã nằm ở một chương nào mình đã lướt qua chăng? Điều đó đã thúc đẩy mình cầm đến cuốn sách lần thứ hai, điều chưa hề có trong một vài cuốn sách cùng chủ đề self-help trước đây mình đọc qua. Tình huống nhân vật ông Black David đã gặp người cố vấn khi quạc tên Tommy giúp ông thay đổi cuộc đời, và sự góp mặt của bốn nhà lãnh đạo thực sự không cần một chức danh, lần lượt là Anna đang làm một trong những công việc tốt nhất thế giới là bồi phòng cho một khách sạn, T-Boy làm ông chủ một cửa hàng trượt tuyết, Jackson Chan là một người làm vườn chuyên nghiệp, và cuộc nói chuyện thứ tư cùng Jeff Bridgley, nhà show bóp trị liệu siêu sao của New York. Trong mình ngồi nhận ra rằng hầu hết chúng ta đều hoảng sợ phải đối mặt với những gì mình không biết vì bản năng muốn cảm giác được an toàn. Dù vậy, chúng ta không nên bị cảm giác đó chi phối, và sự thật điều đó không khác gì một cuộc phiêu lưu sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn. Tựa đề nhà lãnh đạo không chức danh đúng với hiện trạng cuộc sống thực tế của chúng ta. Đó là những cái dàn nhãn cho chính bản thân. Chúng ta luôn đòi hỏi phải đáp ứng đúng với cái nhãn dán mình tạo nên. Đó có thể là một cấp bậc cao hơn với môi trường xung quanh. Từ đó tính tự cao, sự thờ ơ, sự tự mãn lớn hơn từng ngày. Khi còn ở chức vị như vậy, điều này sẽ sụp đổ theo khi chức vị ấy không còn nữa. Vì điều đó không thực sự xuất phát từ chính bên trong con người bạn. Bốn người thầy và bài học triết lý LKC. Đúng vậy, đó là những từ viết tắt riêng của bốn người thầy đem đến cực hay mà một người lãnh đạo thực sự cần áp dụng. Cùng với những sự thật khi hiện hữu được khai sáng như 10 ân hận của con người và bên cạnh là 10 chiến thắng của con người. Có bốn năng lực tự nhiên cùng 7 nguyên tắc cơ bản để lãnh đạo cá nhân được nói đến trong cuốn sách. Và chúng ta không chỉ phải nhận ra mình có những năng lực đó mà còn phải biết bật công tắc lên. Đó là một sự lựa chọn sâu sắc khi chính mình chấm dứt việc giả vờ là một nạn nhân và bắt đầu thể hiện như một người lãnh đạo. Có câu khác biệt rất lớn giữa sống và biết cách sống. Giá trị khẳng định rằng không ai là không quan trọng cả, không ai là người thừa cả. Mọi người và mọi công việc đều quan trọng, và tất cả mọi công việc đều có ý nghĩa với nhà lãnh đạo không chức danh. Cuốn sách này mình dự tính mỗi năm sẽ đọc lại một lần đến khi áp dụng được một cách sâu sắc và trọn vẹn nhất mà giá trị nó mang lại. Rất có duyên với những bạn xem được video này, và mình cũng chúc cho các bạn sớm chiến thắng chính mình và chinh phục thế giới. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.